Hôm nay em đi ra công viên thì đây có một cái xe bán nước. Một xe bán nước này thì em không biết là các chị ở bên Mỹ quen là các chị trả lời comment dùm em, giúp em cho em thắc mắc là mấy cái quán nước này người ta có phải đóng phế không? Đóng phế với cả là đóng tiền để mà được vào bán không mấy chị? Tôi thì tôi không biết là ở bên Mỹ này là người ta có phải đóng thuế hay là gọi là đóng tiền ấy, đóng tiền cho cái siêu thị để được được cái công viên này để được vào bán không? Không biết lắm nha mọi người comment ở phía dưới giúp em coi. Xem là ở bên này có phải trả tiền không? Ở Việt Nam là hơi mệt đấy nha. Đó, ở đây người ta bán này. Đó, người ta bán rất nhiều đồ. Đó. Không biết là ở Mỹ thì có phải đóng hụi không? Chứ ở Việt Nam là phải đóng nha. Đóng hụi là đóng hụi cho mấy ông đỏ, ông đen ấy. Mấy cái ông mà giang hồ, giang háng ấy, quả bảo cây công viên đó mấy mẹ. Ở Việt Nam ấy, mà mấy cái công viên lớn như này, mà mấy cái người muốn bán nước á, là không phải muốn bán là bán đâu. Đỏ đen đủ cả đấy. Phải đóng hụi ấy, gọi là đóng hụi ấy mấy bà. Chứ muốn vào công viên bán là bán đâu. Ở bên này không biết thế nào, các bà comment giùm em coi. Là bên này người ta có phải đóng không? Em thấy người ta cho vào một cái xe. Cái xe của người ta nó có một cái thùng. Bên Mỹ này thì cái xe hơi nào cũng có thể gắn cái thùng được. Và bên này luật nó cho gắn thêm cái thùng và đóng, mình như đóng có đóng cái phí độ cầu đường cho cái thùng đó đấy các mấy chị. Đó, để các chị comment giùm em biết nha. Ôi giời, búp bê. Trời ơi, từ nãy tôi cứ tưởng trẻ con nói búp bê. Yes. Trời ơi, chật bà nội ơi, tôi tưởng người. Tại sao có người nhỏ thế? Búp bê à? Búp bê, yeah. Mày làm tao sợ hết hồn. Hello. Búp bê. Wow. I see far. Wow. Chút. Baby. I think baby. No, baby. Búp bê. Ơi. Baby, baby, baby. Cái gì? Đấy là búp bê, kia đang mẹ, không phải người đâu con, búp bê. Con nhìn con tưởng người đừng giống mẹ. Búp bê. Con nói trước là người ta sẽ tưởng là mẹ đang hâm dọa chứ con thì có. Yêu em kinh nồng.